Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự buổi 19 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Một điểm tin cuối tuần. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý bảo vệ rừng. Chương trình kết nối những yêu thương, giới thiệu hoàn cảnh và trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Đinh Thị Hoa ở thôn Bảo Vinh, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước và một số thông tin đáng chú ý khác. Chương trình thời sự tối nay mở đầu với phần điểm tin cuối tuần. Trong tuần, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, nhiệm vụ công tác năm 2024. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh ta có các đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, chỉ đạo xử lý kịp thời hiệu quả những vấn đề liên quan đến dân tộc tôn giáo, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, quan tâm chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính, tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật kỷ cương trên các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực. Kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp, không để xảy ra oan sai, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực trên địa bàn, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự để chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh. Nhân chuyến công tác tại tỉnh, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn công tác Trung ương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chủ động bám sát nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan nội chính để chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một điểm tin cuối tuần tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Vừa qua, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác biên phòng năm 2023, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị thời gian tới, Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh kịp thời đề xuất tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh các chủ trương, giải pháp trong xây dựng quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển, nhất là hoạt động đường thủy nội địa, xây dựng lực lượng kiểm soát ba tuyến vùng bờ, vùng lòng và vùng khơi để kiểm soát tốt hoạt động đánh bắt trên biển. Tăng cường kiểm soát xử lý triệt để các tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Trong tuần, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế xã hội quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2024. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Long Biên, Lê Huyền. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các ngành địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 với tinh thần rõ việc hơn, bám sát hơn, tăng tốc hơn nữa. Về một số nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động triển khai giải pháp ứng phó với hiện tượng El Nino, tập trung phát triển chăn nuôi, triển khai dự án thí điểm nuôi biển sâu,
Sở Công Thương tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các ngành chế biến. Sở Xây dựng kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư sớm hoàn tất các thủ tục xây dựng để triển khai các dự án khu đô thị, du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai các giải pháp xúc tiến du lịch, kích cầu để thu hút khách du lịch. Các sở ngành địa phương bám sát chỉ đạo của Ban chỉ đạo, Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo đảm mỗi ngành địa phương có tối thiểu một sản phẩm chuyển đổi số trong năm 2024, gắn với thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06. Tập trung đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch đề ra. Cũng trong tuần qua, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban điều hành chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đề án 06 chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác chuyển đổi số năm 2024 và thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban điều hành chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đề án 06, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp hướng dẫn các ngành cơ quan đơn vị địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của từng cơ quan đơn vị, chỉ đạo các doanh nghiệp, viễn thông tập trung đầu tư nâng cấp, phát triển hạ tầng số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng viễn thông, xóa vùng lõm sóng, phủ sóng 5G, hoàn tất trong tháng 4 năm 2024. Tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu hoàn thiện, có độ kết nối cao với hệ thống quốc gia. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cơ quan đơn vị và địa phương khẩn trương thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số và xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành địa phương mình. Trong đó, bảo đảm năm 2024, mỗi ngành địa phương và 100% xã phường thị trấn đăng ký có tối thiểu một sản phẩm chuyển đổi số. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh cũng vừa chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các địa phương, sở ngành liên quan cần chủ động triển khai, tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự cơ sở theo quy định, đồng chí cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án, tổ chức triển khai thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng theo quy định. Trong tuần, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024. Đến dự các đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lâm Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tổ chức các phong trào hoạt động của đoàn, quan tâm chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy. Đồng chí cũng đề nghị các cấp bộ đoàn thực hiện tốt hơn nữa việc bồi dưỡng, rèn luyện, giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, đồng thời tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong tỉnh và tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa đến thăm chúc mừng các tu sĩ chức sắc Công giáo và Tin lành nhân dịp lễ Phục sinh năm 2024. Tại những nơi đến thăm, đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn thời gian tới, các vị tu sĩ chức sắc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng văn minh, giàu đẹp. Trong tuần, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Trần Minh Lực, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải và chi bộ Sở Công Thương để giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết số 12
ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 về chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Nam, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về biến đổi khí hậu, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kế hoạch của địa phương phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh, rà soát đánh giá các chỉ tiêu, hoàn thiện cơ chế chính sách để huy động nguồn lực thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng hệ thống quan trắc giám sát tự động. Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải, đồng chí Trần Minh Lực đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Hải cần xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, thường xuyên khảo sát đánh giá tác động của môi trường đến đời sống người dân, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm nước tưới, giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng, rà soát các vùng nuôi trồng thủy hải sản đảm bảo không ô nhiễm môi trường. Phát biểu tại buổi làm việc với chi bộ Sở Công Thương, đồng chí Trần Minh Lực đề nghị chi bộ Sở Công Thương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức để ứng phó với biến đổi khí hậu, khuyến khích sản xuất sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Cần có chương trình khảo sát đánh giá tác động đến môi trường của việc phát triển điện gió, điện mặt trời, rà soát lại các nhiệm vụ quy hoạch của ngành để tích hợp đồng bộ với quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt. Cũng trong tuần qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hiến máu tình nguyện năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Biên, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương cần chỉ đạo sâu sát công tác vận động hiến máu tình nguyện, đảm bảo đạt chỉ tiêu năm 2024 là 7.000 đơn vị máu. Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức và nội dung đa dạng phong phú để vận động kêu gọi mọi người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần đầu tư trang thiết bị và nhân sự nhằm nâng cao năng lực lấy máu, lưu trữ, quản lý, sử dụng máu và sàng lọc các chế phẩm về máu, kịp thời cung ứng máu cho người bệnh khi cần truyền máu. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024 để đánh giá kết quả sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 06 ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng các sở ngành địa phương tập trung tổ chức triển khai hiệu quả quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với đề án phát triển sản xuất thuộc vùng tưới hệ thống thủy lợi Tân Mỹ. Nghiên cứu xây dựng chương trình kế hoạch phát triển chế biến các sản phẩm nông sản đặc thù, triển khai các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng trong năm 2024 đạt 48,14% và đến năm 2025 đạt 49%. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục triển khai hoạt động quản lý rừng thông minh, tranh thủ các nguồn vốn để trồng rừng, tiếp tục chăm sóc rừng, khoanh nuôi, tái sinh rừng, rà soát cập nhật các diện tích rừng ngoài quy hoạch, 3 loại rừng, phục hồi và quản lý rừng bền vững gắn với các mô hình sinh kế bền vững dưới tán rừng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cơ quan liên quan và lực lượng kiểm lâm các tỉnh giáp ranh thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ rừng và công tác tham mưu chuyển mục đích sử dụng rừng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực lâm nghiệp, thời gian qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các đơn vị chủ rừng đã chủ động đầu tư phần mềm, từng bước số hóa các hoạt động giám sát quản lý bảo vệ rừng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp lực lượng quản lý bảo vệ rừng dễ dàng phát hiện biến động của rừng ở mọi vị trí, thời điểm một cách chính xác. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Diện tích rừng lớn, địa hình phức tạp, lực lượng mỏng. Công tác tổ chức tuần tra kiểm soát ở vườn quốc gia Núi Chúa trước đây rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian. Những khó khăn này đã giảm nhiều khi thiết bị bay không người lái Flycam được Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa đưa vào sử dụng. Có sự Flycam có máy bay mà không người lái á,
thì mà chỗ cháy rừng hay là chỗ mà phá rừng thì bên vườn đã xác định được là điều tổ cộng đồng lên là kịp thời, không mất thời gian. Thay vì sử dụng bản đồ giấy hay la bàn, hiện nay cán bộ nhân viên vườn quốc gia núi Chúa chủ yếu sử dụng điện thoại thông minh, được cài đặt các phần mềm như Smart Global Mapper, Map Info cùng với máy định vị GPS với các tính năng như đo đạc, hỗ trợ kiểm tra thực địa, quản lý rừng, trạng thái rừng. Những phần mềm này giúp phát hiện, cảnh báo sớm, cập nhật chính xác những biến động về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Hiện tại bây giờ đang áp dụng công cụ Smart thì cũng phải nói là công cụ Smart là một công cụ tuần tra truy quét chống phá rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học đang được toàn Việt Nam, đặc biệt là trong ngành lâm nghiệp đang sử dụng. Bay sẽ có hình ảnh là khu vực đó hiện tại bây giờ đang tác động thì mình sẽ cho anh em đi kiểm soát cái vùng đó, không để họ chặt phá lấn chiếm qua đất bên rừng của mình. Chi cục kiểm lâm tỉnh cũng đang triển khai xây dựng hệ thống quản lý giám sát rừng thông minh bao gồm hai phần mềm FMS Ninh Thuận và FMS Mobile trên cơ sở tiếp nhận các dữ liệu hình ảnh vệ tinh Sentinel-2. Dữ liệu điểm cháy từ ảnh vệ tinh được lấy từ nguồn của cục kiểm lâm và cấp cháy rừng được tính toán từ dữ liệu khí tượng, đồng thời trang bị cho các đơn vị chủ rừng các thiết bị bay không người lái có khả năng cung cấp ảnh quang học RGB để theo dõi biến động rừng. Cái việc mà chuyển đổi số đã mang lại cho công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng là một cách rất là thiết thực, và hiện nay thì trong năm tới thì chúng tôi tiếp tục là mua thêm một cái máy chủ để chúng tôi sử dụng vào công tác là quản lý về dữ liệu lâm nghiệp cho các cái là cấp lãnh đạo cũng như là các cái đơn vị mà có chức năng nhiệm vụ về quản lý bảo vệ phát triển rừng. Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ rừng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là sử dụng các phần mềm thiết bị ảnh viễn thám trong công tác theo dõi diễn biến rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phát hiện kịp thời các vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, không có đất sản xuất, nhà ở thì tạm bợ, cuộc sống của gia đình chị Đinh Thị Hoa chỉ dựa vào làm thuê. Nhưng nay chị Hoa lại không may mắc bệnh ung thư, chi phí điều trị rất tốn kém, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Không có đất sản xuất, hai vợ chồng chị Hoa nuôi cừu thuê với thu nhập chưa tới 5 triệu đồng một tháng. Với số tiền này, chi tiêu tằn tiện lắm cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống và nuôi hai con ăn học. 8 tháng trước, chị Hoa lên cơn đau dữ dội, đi khám phát hiện bị u ác đại tràng, phải phẫu thuật và xạ trị để duy trì sự sống. Đầu là cũng xét cho hộ em nó được vào hộ nghèo của địa phương, nhưng mà đối với nghèo thì nó cũng có một phần chi phí hỗ trợ do bảo hiểm hỗ trợ thôi, còn phần còn lại là em nó phải tự lo. Nhưng mà vì gia đình quá nghèo thì không thể nào mà đủ tiền để mua thuốc cho em uống hết. Với lại nữa là hai đứa cháu nó con của bé Hoa nó quá còn nhỏ, thì cũng mong các nhà hảo tâm, các nhà thiện nguyện tới để giúp em nó, chia sẻ cái hoàn cảnh của em nó. Sau nhiều đợt phẫu thuật, xạ trị, chi phí để chạy chữa cho chị Hoa đã mất hơn 100 triệu đồng. Và giờ đã hết khả năng chi trả viện phí vì chẳng biết vay mượn ở đâu. Do không được điều trị tích cực, khiến bệnh tình của chị Hoa trở nặng. Nhìn chị Hoa bị căn bệnh quái ác hành hạ đau đớn, gia đình người thân, chòm xóm ai cũng xót xa, thương cảm, nhưng cũng không giúp được gì nhiều. Vì ai cũng khó khăn. Chồng ông đi làm tang,
bữa có bữa không. Lúc đó vô Sài Gòn mà thiếu máu dắt đi xa chạy thì ông phải dắt đi rồi. Một lần đi 5 ngày hoặc 6 ngày mới về. Con sẽ cố gắng làm hết việc nhà nên mẹ con mất bệnh và con sẽ luôn học giỏi. Nên mẹ con cố gắng mất bệnh để mẹ con không bao giờ lo lắng về hai chị em con nữa. Chị Hoa đổ bệnh nên không làm được gì. Chồng chị phải ngược xuôi chăm sóc và đưa chị chạy chữa bệnh, khiến gia đình lâm vào cảnh túng quẫn. Hai đứa con chị Hoa rất ngoan hiền, lễ phép, học giỏi. Đứa đầu mới học lớp 4, còn đứa sau học lớp 1. Tuy còn nhỏ, nhưng hai con đã biết phụ ba mẹ chăm lo việc nhà, bảo ban nhau học hành. Đây là động lực giúp chị vượt qua đau đớn bệnh tật. Để giúp gia đình chị Hoa vơi bớt khó khăn, có điều kiện chữa trị bệnh, chương trình kết nối những yêu thương đã kêu gọi các nhóm thiện nguyện và nhà hảo tâm hỗ trợ 44 triệu 200 ngàn đồng. Đến đây chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết.